Huy Hoàng chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là 23 Tết rồi. Thì Huy Hoàng đang đứng ở cầu Thành Trì, thành phố Huế. Thì hôm nay không khí Tết rất là nhộn nhịp, nhộn nhạc rồi. Thì Huy Hoàng quay lại cảnh chợ Tết cho quý cô chú anh chị và các bạn, những người dân xứ Huế. Thì khi mà năm Tết đến thì rất là hối hả, chuẩn bị cho công việc rồi cũng tranh thủ về quê ăn Tết. Thì Huy Hoàng làm một vòng như là những cái hình ảnh về chợ Tết, mua sắm ở chợ Đông Ba của thành phố Huế. Bây giờ là gần 9 giờ rồi, thì không khí rất là náo nức. Ở xa xa ở kia là có một nhóm các cái bạn đang chụp hình rất là đẹp. Đây, cô chú anh chị các bạn thấy đó. Rất là đẹp. Thì ở đâu đâu cũng thấy hoa chuối và cam quýt là những cái sản phẩm mà trong dịp năm Tết, năm hết Tết đến thì không thể thiếu được mâm ngũ quả. Đây, cầu vừa đủ xoài rất là đẹp đó, thì quý cô chú anh chị thấy đây, cầu băng cầu đây. Thì Hoàng quay một loạt cho quý cô chú anh chị và các bạn thấy rất là nhộn nhịp. Ở đâu đó thì quý cô chú anh chị các bạn thấy rất nhiều nam thanh nữ tú thì đã chọn khu vực chợ Đông Ba phía sau đường Trưng Vương để chụp hình, mặc rất là bộ đồ rất là đẹp theo truyền thống, áo dài đỏ, gấm đỏ đó, rất là đẹp. Đấy, quý cô chú anh chị các bạn thấy không, rất là đẹp. Qua bông rất là đẹp, rực rỡ, rất là đẹp quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, bưởi đây, rất là đẹp quý cô chú anh chị và các bạn. Không khí mua sắm năm Tết, năm hết Tết đến thì không khí rất là nhộn nhịp. Đây là cao, đây cao với măng cầu, măng cầu là măng cầu ta. Thì trên mâm ngũ quả thì luôn luôn là có là măng cầu, măng cầu ta hoặc măng cầu sim gì cũng được, cầu vừa đủ xài. Đây là lá chuối, lá dòng đây. Đây, lá chuối, lá dòng để gói bánh đây quý cô chú anh chị và các bạn. Chuối, dòng. Lá chuối, lá dòng để gói bánh này, bánh Tết này. Lá dòng tốt quá cô nhỉ? Qua trời, tốt ghê chưa? Bây giờ mình bán cho đến chắc có 26, 27 là... À, bán đến 29. Dạ, dạ. Đúng. Con nghĩ là đến đó là bắt đầu người ta đi làm, người ta mới được nghỉ rồi, người ta mới gói bánh, người ta mới bỏ ra gói bánh. Còn những ai mà người ta rảnh thì ta sẽ gói trước, 26, 27 đã gói trước. Dạ. Vậy là cô bán đến 29 luôn hả? Dạ, dạ, dạ. Dạ, bán xì. Dạ. Đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, mới có uy tín rồi cô. Cô bán là bao nhiêu năm rồi cô? Gần 40 năm. Ồ, vẫn 40 năm. Vậy là không phải là con quảng cáo cho cô, mà khi con làm video này là cô đã bán được 40 năm rồi. Wow, dạ. Cái lá này mình lấy ở đâu cô? Ở đây công viên.
À Huế. Thì họ thường cái bánh Huế là họ thường cái lá Huế. Dạ, yeah, lá Huế. Cái mùi cái tương vị đặc sắc riêng. Dạ. Yeah. Có nghĩ là cái màu này nó quyện vô nếp mà nó cũng đẹp lắm cô nhỉ? À cái màu sắc là một phần nhưng yeah. Cái hương vị của ăn nữa. À hương vị nữa. Dạ. Yeah. Hương vị ví dụ có cái loại lá là làm ra cái bánh mà hẳn có mùi thơm đấy, yeah. Có cái vị chát. Dạ. Yeah. Vị đậm. À. Còn như là cái lá đúng là vị của mình là cái hương vị là vừa là thấm vừa là ngọt mà vừa lại là có mùi thơm. Dạ dạ dạ. Đặc sắc bởi giữa là đi tất cả các nước đều là ở chuồng này là cái lá của Huế. Lá Huế đó. À, lá dòng Huế. Lá Việt Nam đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Dạ, yeah, con cảm ơn cô. Dạ. Yeah. À, bên phía bên này thì cô chú anh chị các bạn thấy đây là cảnh các cái chành xe người ta đã đóng đồ Tết đây cũng là lá chuối này. Thì Huy Hoàng quay một vòng đây là các cái chành xe cũng rất là không khí rất là tấp nập chuẩn bị cho Tết 2023 trưng ở trên các cái bàn thờ cho ông bà. Đây, xoài đó, xoài này xoài Thái hay xoài tượng gì đó rất là bự. Măng cầu là măng cầu Thái đây. Người Huy Hoàng đã làm rất nhiều cái video về chợ Đông Ba của thành phố Huế, nhưng mà hôm nay thì cái thời điểm này thì là điểm Tết cho nên là nó khác, nhộn nhịp khác mọi ngày, không khí rất là đông đúc và hàng hóa cũng rất là nhiều. Đây, có thể. Đây người ta đang chặt dừa đó. Vậy là Huy Hoàng đã dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi tham quan chợ Tết chợ Đông Ba phía sau mặt sau đường Trưng Dương. Hôm nay là 23 Tết, 23 tháng Chạp. Thì đi đến khúc này là được hơn 2/3 rồi. Toàn đường rồi, mà đường Trưng Dương. Chỉ còn khoảng 1/3 nữa thôi là hết khu phía sau của chợ Đông Ba của thành phố Huế. Đây là dòng đây, dòng chóc ở riền, mấy cụ riền đây. Cầu sập cầu rồi, quá nhiều trái luôn.
đây, phía trước quý cô chú anh chị và các bạn, đó là đường Trương Dương mà nó đâm thẳng ra đường Trần Hưng Đạo và thành phố Huế. Thì Hoàng đã dẫn cho quý cô chú anh chị và các bạn tham quan chợ Đông Ba vào dịp Tết 23 tháng Chạp. Thì Hoàng đã đi dẫn cô chú anh chị và các bạn đi hết phía sau đường Trương Dương, mặt chợ. Hoa ở đây treo dù rất là đẹp. Chào cô. Dạ dạ. Dạ. Cô bán đấy hôm mấy cô? 30 Tết. À 30 Tết. Dạ. Dạ vâng. Dạ dạ hết rồi. Online à? Dạ con hôm nay còn Tết rồi, Tết Huế. Dạ anh Tết Huế rồi. Anh Tết Huế rồi. Dạ. Dạ anh con anh Tết Huế. Dạ. Dạ 30 con vòng vòng ở đây mà. Con có 30 con ra đây con quay. Hôm nay bắt đầu tranh thủ là công việc rồi ra quay chợ Tết tháng Chạp, 3 tháng Chạp rồi. Nắng nắng đấy con rồi. Dạ đúng rồi. Nắng không? Hôm qua hôm nay dạ đúng rồi. Dạ dự báo là được nắng được mấy ngày là mưa đến đây. Wow. Dạ. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Mưa cũng buồn lắm, cô đâu có đi đâu được đâu. Dạ. Đây. Cho anh một tô đi em gái. Bánh canh. Thế bạn cũng hay mua bánh canh đây rồi anh. Rất là ngon. Cho anh tô. À. Anh ơi. Rồi. Đây, tô bánh canh của Y Hoàng đây. Đây. À, rất là hấp dẫn. Wow, hấp dẫn chưa? Y Hoàng rất là thích cái không khí ngồi ăn rất là tự nhiên. Ở Huế. À, ngồi trên ghế thôi. Okay. Em cũng bán đến sáng 30 luôn chứ hả? Dạ. À, 30 luôn. Ok. Rồi, Huy Hoàng mời cô chú anh chị ăn bánh canh cùng Huy Hoàng nha. Bánh canh ở Huế này thì đa số là bánh canh bột bột mì đó, hoặc là bột gạo, chứ không có bán cái bánh canh bột năng giống như trong Nam. Cho nên là cũng có bán chứ phải không, nhưng mà phải tìm một vài chỗ có thôi đó. Cho nên là Huy Hoàng thì hay quen ăn bánh canh bột năng á, trong Nam á. Bánh canh này thì nó hơi mềm, bánh canh bột mì thì nó hơi mềm. Thì đi mỗi vùng miền thì nó có cái đặc sắc riêng của nó. Thôi Huy Hoàng mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức bánh canh cùng Huy Hoàng nha. Em nấu cái. Con nhỏ với nước, nước ngọt. Có trứng, trứng cút. Huy Hoàng hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau. Huy Hoàng sẽ chia sẻ về cuộc sống đời thường của thành phố Huế. Huy Hoàng đi đến khúc này là chợ Đông Ba của thành phố Huế rồi nè. Thì phía cổng chợ thì có làm một cái bế hoa chúc mừng năm mới rất là đẹp. Các tham quan cũng tranh thủ lên đồ, diện đồ để chụp hình, quay phim cho mình. Huy Hoàng hẹn gặp lại quý cô chú ơi. Ở video lần sau, chúc cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi hoàn toàn những video.
về cuộc sống đời thường của dân xứ Huế. Không biết cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Nhưng mà thân mến chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn.